Thưa quý vị các bạn, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã xác lập kỷ lục kép về COVID-19 vào ngày 16 tháng 12 theo giờ địa phương với hơn 250.000 ca nhiễm mới, trong đó có trên 3.700 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ dự đoán là xứ sở cờ hoa có thể trở lại một số hình thức sinh hoạt bình thường vào giữa mùa thu năm sau với điều kiện có đủ số người được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trả lời phỏng vấn của CNBC ngày 16 tháng 12, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ dự đoán nếu có được tỷ lệ dân số tiêm chủng áp đảo vào cuối quý 2, đầu quý 3, thì vào giữa mùa thu năm 2021, nước Mỹ có thể đạt đến một mức độ bình thường nào đó. Tuy nhiên, để trở lại cuộc sống bình thường, tiến sĩ Fauci cho rằng cần có từ 75 đến 85% số dân Mỹ được tiêm chủng ngừa COVID-19. Nếu đạt đến con số vừa nêu, chúng ta sẽ tạo ra một chiếc ô miễn dịch và theo đó sẽ có thể bảo vệ ngay cả những người dễ bị tổn thương chưa được tiêm chủng hoặc là những đối tượng được tiêm vaccine song không phát huy hiệu quả. Chúng ta cũng có thể đạt được miễn dịch cộng đồng với tỷ lệ tiêm chủng như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tích cực tiếp cận các cộng đồng dân cư nhằm thuyết phục mọi người về tầm quan trọng của việc được tiêm vaccine. Tiến sĩ Fauci, một chuyên gia hàng đầu tại Mỹ về các bệnh truyền nhiễm, người sẽ vẫn giữ chức vụ tương tự vào năm tới, kiêm chức vụ cố vấn cho Tổng thống đắc cử Joe Biden về COVID-19, cũng dự đoán sẽ có đủ vaccine cho tất cả người Mỹ bắt đầu từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm sau. Tiến sĩ Fauci cho biết, Viện Y tế Quốc gia Mỹ đang chờ những liều vaccine ngừa COVID-19 được phân bổ đến nơi và ông sẽ được tiêm chủng công khai để làm minh chứng về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine.